vâng, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì trên tay mình đây đang là một chiếc laptop cực mỏng siêu nhẹ, mình hoàn toàn có thể cầm được bằng một tay, rất là nhẹ để các bạn có thể cầm đi di chuyển này, mang đi mang lại và làm việc trong mọi môi trường và điều kiện khác nhau. Mà các bạn biết gì không, cân nặng của em nó thì chưa đến 1 kg, chính xác hơn là chỉ có 885 g, mà lại còn là laptop hướng đến đối tượng là doanh nhân. Thì đây chính là Fujitsu Linebook U9311. Vậy thì một mẫu laptop vừa mỏng vừa nhẹ như này sẽ có gì để phục vụ được người dùng là doanh nhân? Thì cùng mình bắt đầu vào video nhé. Là một mẫu laptop đến từ Nhật Bản, mà Nhật thì luôn nổi tiếng và cực kỳ tự hào với các sản phẩm làm ra mang chất lượng tốt, độ bền cao, tình dụng thực tế và thiết kế tiện lợi và thông minh. Chính vì thế mà Fujitsu cực kỳ mỏng nhẹ, vì hướng đến đối tượng là doanh nhân, dân văn phòng. Thế nên, thứ nhất, cần sự sang trọng, lịch sự, Fujitsu có thể đáp ứng được với màu đen nhám bao phủ toàn bộ máy, với lớp vỏ được làm bằng hợp kim magie siêu nhẹ và bền. Về chất lượng hoàn thiện và tổng thể máy thì khá chắc chắn, các bạn sẽ không thấy hiện tượng rung lắc hay flex, mặc dù đây là một mẫu laptop siêu mỏng với độ dày chỉ có là 15,5 mm. Mở máy ra thì các bạn có thể mở được phần bàn lề để bằng một tay rất là dễ dàng và nhanh gọn. Thứ hai thì đây, vì là một mẫu laptop với tính ứng dụng cao, có thể mang đi mọi lúc mọi nơi, sử dụng nhanh chóng, vì thế Fujitsu siêu nhẹ như mình đã nói ở đầu video. Kích thước của Fujitsu U9311 là kích thước 13,3 inch, chưa đến 1 kg. Kích thước lại còn nhỏ gọn, rất là phù hợp với môi trường văn phòng, doanh nghiệp phải di chuyển nhiều. Thứ ba sẽ là tính bảo mật tuyệt đối. Thì thay vì sử dụng cảm biến vân tay thông thường, thì Fujitsu đã trang bị cảm biến với tên gọi là Palm Secure. Thì đây sẽ là một dạng cảm biến nhận biết mạch máu dưới tay, có hệ thống xác thực sinh trắc học rất là tiên tiến. Ở đây thì sẽ xác thực người dùng dựa trên nhận dạng mẫu tĩnh mạch, chứ không phải là máy quét mống mắt hoặc là đầu đọc dấu vân tay. Vì các tĩnh mạch nằm trong bên trong này, và mỗi người đều có những mạch máu riêng biệt, thế nên là khả năng giả mạo danh tính là vô cùng khó khăn, từ đó thì sẽ tạo ra mức độ bảo mật cực kỳ cao. Ở đây thì hệ thống webcam cũng được trang bị ở cạnh trên của màn hình, cũng có bảo mật bằng cách là gạt cần che lại vào những lúc mà các bạn không cần sử dụng đến, với tên gọi là webcam shutter. Thì nhắc đến viền màn hình, Fujitsu cũng có viền màn hình siêu mỏng, đạt tỷ lệ màn hình so với thân máy là 84,1%, cho các bạn hiệu ứng tràn viền với cảm giác là đang được sở hữu một chiếc màn hình lớn hơn. Sở hữu màn hình là Full HD, tấm nền WPA, độ sáng 300 nit sẽ cho màu sắc chính xác, này độ tương phản tốt. Và với tấm nền này thì các bạn sẽ có một góc nhìn rộng, dù ngồi ở góc nào đi chăng nữa thì các bạn vẫn sẽ nhìn được màn hình mà các chi tiết sẽ không bị biến đổi quá là nhiều. Một điểm cộng cho laptop doanh nhân này chính là phần bản lề, các bạn có thể mở ra được là 180 độ. Mặc dù mỏng nhẹ như thế thì nhưng mà Fujitsu lại không hề bị ảnh hưởng đến hiệu năng một chút nào cả. Ở đây thì chúng ta sẽ được trang bị là Intel K7-1165G7, RAM 16GB, ổ cứng 1TB, cho phép lưu trữ nhiều dữ liệu. Và đặc biệt là có đồ họa tích hợp Iris Xe Graphics, hỗ trợ đồ họa tốt hơn so với UHD Graphics. Thì với đồ họa tích hợp này thì sẽ cho máy hiệu suất làm việc cao hơn, chất lượng hiển thị hình ảnh tốt hơn, có thể sử dụng các phần mềm đồ họa như là chỉnh sửa ảnh hoặc là video ngắn. Cổng kết nối thì sẽ cực kỳ đầy đủ khi Fujitsu có đến 2 cổng USB Type-A, 2 cổng USB Type-C hỗ trợ Thunderbolt và có thể dùng để sạc qua bất kỳ cổng kết nối nào. Khe thẻ Smart Card này, một cổng mạng LAN RJ45, một cổng HDMI, một khe thẻ SD, cổng nguồn và một jack audio combo. Về bàn phím và touchpad thì đây là laptop doanh nhân lại còn là chất lượng Nhật Bản nữa, thế nên phần bàn phím ở đây có độ nảy rất là tốt, khoảng cách giữa các phím hợp lý này, hành chính phím sâu, thế nên là mình gõ ở đây cảm giác gõ rất là thích. Phần touchpad thì độ lớn vừa phải, ở đây thì chúng ta sẽ có chuột trái riêng và chuột phải riêng, cảm ứng đa điểm và cảm giác gì thì cũng cực kỳ mượt luôn. Và nếu như mà mọi người muốn biết giá của em nó thì hãy ấn ngay vào đường link mình để phía dưới phần mô tả của video, và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.